SG Set này, phá khóa màn hình con G7 2016. Công nhận Samsung quay vẫn nét hơn. Nó không bị cháy sáng. Alo, hôm nay có hàng kia không? Rồi về đi chiều test một chuyện này nhé. Đây là factory này, xem nó có đây là mở khóa màn hình nhá. Xong tài khoản Gmail thì cứ gửi đến quán mình nhá. Mở khóa màn hình xong tài khoản Gmail. Vâng. Cái này là anh lấy chỗ quán đấy, cho nên là cái này không thì nó không nhất thì anh sẽ kết quả anh không biết rồi sao thế, sau mình mới nhiệt tình hơn. Họ sống thoáng này, sống kiểu chẳng phải ai lấy mà cũng chẳng khác gì cậu. Không, em vào lại xong em loát lại cái hình ảnh cho anh xem được nó lại. Cậu em nhà em giúp về, rồi cuối cùng vứt tiền lại. Bảo nhà cậu nhiều tiền rồi cháu không phải nghĩ. Nhà cậu nhiều tiền. Xem có bị dính tài khoản không? Nhưng mà như cái này bây giờ mình cứ đăng nhập tài khoản Gmail vào là bị dính đúng không? Như nào vậy em? Em có cái tài khoản Gmail format tin cứng này thì nó dính ngay gì đâu. Chuẩn không? Chuẩn. Yeah, em đăng nhập của em vào rồi. Bây giờ em format tin cứng rồi. Em biết rồi, dính không? Sau khi dính ngay đấy, tài khoản Gmail này cứ mang đến Nguyễn Văn Quyết đấy. Nếu thế thì cái này thì để lại ok nhá, chuẩn bị tài khoản Gmail mình sẽ phá được.